chào, mình là Pina, mình là vận động viên đội tuyển quốc gia Việt Nam bộ môn Valorant. Để chọn ra một từ để nhận xét về tính cách của Pina, mình chắc là không đủ. Mình nghĩ là có 3 từ, đó là vui tính, hòa đồng và nỗ lực. Trong mắt cô thì Nguyễn Nam là một người hòa đồng, vui tính và đôi lúc thì có hơi một chút nghịch ngợm. Cũng hay giúp đỡ bạn bè. Theo mình, điểm mạnh của Pina là anchor sign. Điểm, người đi móc là Pina. Bây giờ về đến nơi thì có người kề rồi, đó là mình lòng. Pina làm một, Pina làm đôi, Pina làm ba. Và điểm yếu là sự tạo đột biến. Thôi sao bão đôi giờ không biết có trên người Pina thì làm sao mà có thể retake được các thành viên bên phía Fancy ơi. Một mình Gin, một máu, một vết ba, nó là không thể dành cho vị trí của Gin và đó là quad kill dành cho Pina. Pina ở trong game thì rất là ít nói, nhưng mà ở ngoài đời thì Pina rất là nói nhiều. Pina là một người đồng đội đã từng thi đấu với mình một thời gian rất là dài. Đối với mình thì Pina có thừa trình độ để thi đấu, nhưng Pina cần có nhiều tham vọng hơn. Đây là lần đầu tiên Valorant trở thành bộ môn thi đấu chính thức. Mình cảm thấy rất vui vì mình có thể đem đam mê của mình để thi đấu ở đấu trường khu vực. Ngoài ra, đây có thể là năng lượng để tiếp sức các bạn trẻ sau này có thể đem nhiều thành tích hơn về cho đất nước. Sau khi mà biết Nguyễn Nam tham gia SEA Games 32 thì mình rất là bất ngờ, vui và tự hào vì con là một vận động viên đã tham gia các giải quốc tế. Mình nghĩ bọn mình có thể có 90% để giành được huy chương vàng, tại vì về 90% thì bọn mình rất quyết tâm và tập luyện rất chăm chỉ để có thể đi đến SEA Games lần này. Ngoài ra 10% còn lại là do thời tiết và tình trạng cơ thể của mình khi thi đấu ở Campuchia. Từng là một vận động viên nên là mình rất hiểu là khi mà đã được đại diện cho một quốc gia tham gia ở khu vực hoặc quốc tế thì con phải có sự đam mê, sự hy sinh để có thể dành nhiều thời gian khi ở bên không ở bên gia đình và bạn bè để có thể tập luyện. Mình mong những người hâm mộ, những người theo dõi có thể ủng hộ và có thể theo dõi chúng mình để chúng mình có thể có thêm động lực để giành được huy chương vàng mang về cho đất nước. Thanks.